Hi, xin chào tất cả các anh em. Và ngày hôm nay thì Quyền xin chia sẻ cách tạo tài khoản ChatGPT hoàn toàn miễn phí. Và đây là cách tạo tài khoản ChatGPT chi tiết nhất dành cho anh em. Và tạo cách này là thành công 100% nha. Trước tiên thì các bạn hãy vào phần cài đặt và kéo xuống cái mục Safari giúp Quyền nha. Tìm đến cái mục Safari, chọn mục Safari, kéo xuống cuối cùng, chọn vào mục nâng cao, chọn vào dữ liệu trang web, đợi cho nó máy load xong rồi các bạn hãy chọn vào xóa tất cả dữ liệu trang web giúp Quyền trước nha. Rồi chúng ta xóa xong và chúng ta sẽ quay trở lại. Các bạn hãy cài hai cái ứng dụng này giúp Quyền nha. Đây là ứng dụng VPN, thì cái ứng dụng này sẽ fetch ID chuyển cái điểm truy cập của chúng ta qua bên nước ngoài, qua bên Mỹ hoặc là bên Canada chẳng hạn. Và cái ứng dụng này là ứng dụng để mà chúng ta dùng cái số điện thoại để mà chat ở nước ngoài, cái số này tạo số điện thoại ở nước ngoài nha. Các bạn thành công 100% nha, Quyền đã test rồi và mới chia sẻ cho các bạn. Rồi chúng ta sẽ vào cái VPN này và chúng ta sẽ bật lên các bạn nha. Bật cái VPN này để mà chúng ta cái fetch cái địa chỉ đổi sang nước ngoài. Rồi thông báo thì chúng ta tắt đi. Rồi ở đây, ở mục trên đây chúng ta sẽ chọn quốc gia, Quyền sẽ chọn Mỹ nha. Rồi Las Vegas 4 hay chọn vô lúc này. Rồi chúng ta thoát ra. Khi mà thấy chữ VPN vậy là thành công nha, mình kéo xuống này, thấy chữ VPN này là thành công. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vào phần Safari. Rồi các bạn hãy tắt hết những cái tab này đi ha, tắt hết luôn, tắt hết những cái tab này đi. Rồi chúng ta sẽ vào một ChatGPT, ChatGPT .openai ha bạn nha. Rồi chọn vào đây để xác nhận. Rồi ở mục này thì chúng ta hãy chọn vào mục sign up tại mình tạo tài khoản. Rồi ở đây thì nếu mà các bạn có Gmail rồi thì chúng ta nhập địa chỉ Gmail của chúng ta vào, nếu mà chưa thì chúng ta sẽ tạo một cái địa chỉ Gmail. Thì chúng ta sẽ nhập vào địa chỉ Gmail của chúng ta vào, đây là chatgpt@gmail.com ha. Rồi chúng ta sẽ bấm tiếp tục, continue. Rồi password thì chúng ta sẽ nhập mật khẩu vào ha. Rồi bấm tiếp tục. Rồi chúng ta sẽ mở cái mail của chúng ta lên ha. Rồi đây cái hộp mail của Quyền kế bên đây, mình sẽ mở lên, kéo lock mail cái và chúng ta sẽ nhận được một cái mail từ OpenAI. Rồi chúng ta chọn vào mục query mail. Rồi sẽ tự động chuyển sang cái bước này, thì chúng ta sẽ nhập tên của chúng ta vô ha. Đánh Quyền, đây là Cbox. Rồi bấm tiếp tục. Tới phần số điện thoại thì hiện tại ở Việt Nam thì chưa có thể sử dụng cái số điện thoại Việt Nam được, nên mình cần phải có một số điện thoại nước ngoài ha. Nếu bạn nào có người thân nước ngoài thì nhờ, còn không thì làm theo cách này của Quyền. Thì chúng ta sẽ vào cái ứng dụng 2N phone number này, mình mở nó lên, cho phép các bạn nha, các bạn cứ cho phép hết, bấm next next giúp Quyền. Rồi bấm skip giùm Quyền ha. Before ở đây thì chúng ta sẽ cho ứng dụng sẽ cho chúng ta nè sử dụng thử ha, trong vòng 3 ngày thì chúng ta sẽ chọn một đây, chọn vào đây sử dụng thử là sẽ không tốn phí nha. Rồi chúng ta sẽ mua ha, xác nhận. Nếu bạn nào chưa có thanh toán thì chúng ta thêm cái ví thanh toán của chúng ta vào nha. Có thể liên kết với Momo, có thể liên kết với thẻ tín dụng cũng được nha. Ở đây mình sẽ liên kết với Momo thử nha. Sau khi mà liên kết với Momo thành công thì các bạn quay trở lại đây ha, thì nó sẽ hiện lên cái biểu tượng nè, đã hoàn tất cài đặt. Rồi ok thì chúng ta vẫn bấm ok ok giúp Quyền nha. Cái ứng dụng này á rất là hay, là khi cho chúng ta check cái số điện thoại trước, check cái số điện thoại trước ha. Ví dụ như có rất là nhiều ứng dụng khác mà cái số điện thoại á nó bị trùng hoặc là đã có người sử dụng rồi thì mình sẽ không xài lại được nữa. Thì ngày hôm nay ví dụ như nè, mình sẽ check một cái số điện thoại trước rồi mình mới xác nhận ha. Ví dụ là mình chọn là ở Mỹ đi, chọn tiểu bang,
bạn bất kỳ các bạn cứ chọn thích chỗ nào và chọn thôi, chạy số chat đây, nó sẽ cho mình bốn cái số điện thoại gợi ý, thì mình sẽ chọn bất kỳ, ví dụ là chọn số này mình sẽ nhập vô nha, 217288 đây, 217288 4364 4364, đó rồi chúng ta sẽ chọn vào mục send code đó. Nếu mà cái số này nè, nếu mà hiện dòng này nè, là có nghĩa là cái số này điện thoại này đã có người sử dụng rồi, mình sẽ tìm cái số khác nha. Rồi mình sẽ tìm số khác thì bằng cách mình qua đây, ví dụ Mỹ không được thì thôi mình chọn Canada, rồi Canada mình kéo tú ở dưới luôn, thường là mình sẽ coi kẹo lúc ở dưới luôn đó, 905 nè. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ chọn một số nha, đó, bất kỳ thôi. Rồi mình nhập số này vào 778650, số này đi, 778650 5057 5057. Rồi bấm send code. Rồi nó hiện tới cái mục này là đã thành công ha, số này chưa ai sử dụng để dùng ChatGPT nè. Rồi chúng ta sẽ quay lại ứng dụng và chúng ta sẽ nhấn continue, à, nhấn tiếp tục để lấy cái số này. Rồi chúng ta chọn vào ai. Rồi thì hiện tại á là nó chưa có gửi tin nhắn được qua bên đây, tại vì nãy mình chọn trước rồi đó, thì mình sẽ chọn vào mục ghi send code đó, mình sẽ qua cái ứng dụng này, nó sẽ nhận được một tin nhắn đây, tin nhắn đây đó, chọn vào đây 392210 392210 đó, tại nó xác nhận, vậy là xác nhận thành công các bạn nha. Rồi ok, next done. Rồi vậy là mình đã tạo được cái tài khoản ChatGPT thành công rồi ha. Cái này nè, hướng dẫn tạo tài khoản ChatGPT của Quyền Gà Bóc à. Đây Quyền sẽ thấy bạn, xin chào Quyền Gà Bóc, để tạo tài khoản ChatGPT bạn có thể thực hiện nè. Đó bạn, cái là ok ha, giờ là thành công các bạn nha. Rồi chúc các bạn thực hiện thành công nha, giờ là thành công rồi. Để mà không bị trừ tiền của cái app á thì các bạn hãy vào đây ha, để không bị trừ tiền cái app này, tại vì mình dùng thử mà, app thì dùng thử sẽ không bị tốn phí. Để mà hạn chế cái việc trừ tiền sau 3 ngày thì các bạn vào đây, vào App Store, rồi chọn vào cái mục biểu tượng nè, chọn vào đây, các bạn chọn vào một chữ đăng ký giúp Quyền nha. Đó thì trong đây nó sẽ hiện tất cả những cái ứng dụng mà các bạn đã đăng ký. Rồi nè các bạn thấy không, đó sai number nè, các bạn hãy hủy dùng thử miễn phí giúp Quyền nha, mình đã tạo thành công rồi, mình hãy hủy đi, chọn vào mục xác nhận. Rồi như vậy là mình sẽ không bị tốn phí nha. Rồi vô một ChatGPT nè, đó hãy đăng ký kênh YouTube của Quyền Zbox để ủng hộ Quyền nha. Chúc các bạn thành công. Đây là một trợ lý ảo tự nhiên lời khuyên chúc kênh bạn thành công. Đó rất là ok, các bạn chọn mục này thì nó sẽ hiện cái mục thanh chat bên đây. Vậy là chúng ta đã tạo được một tài khoản ChatGPT hoàn toàn miễn phí trên điện thoại ha. Đó. Nếu mà thấy video này hữu ích thì đừng quên like, đăng ký kênh để ủng hộ Quyền với nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.